Bây giờ và vừa nãy thì anh em nói đến cái chuyện tôn giáo, thì tôi có cái điều tham gia như thế này. Về quyền con người ấy thì ở Việt Nam là rất tự do tôn giáo đấy, cũng rất là nhiều đạo đang hoạt động rất là vui vẻ, Công giáo rồi đạo Phật rồi Cao Đài rồi Hòa Hảo rồi Tin Lành rất là tự do, nhưng mà hoạt động như thế nào đó thì cũng phải coi như là phải 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 coi như là chấp pháp, phải coi như là dưới cái pháp luật của đất nước mình, đúng không? Chứ làm sao mà vượt quá được cái pháp luật đấy. Cho nên là tự do ở coi như là Việt Nam á, thì tôi thấy tất cả các coi như là nơi những cái nhà coi như là ở bên công giáo á, họ xây những cái nhà gì đấy, nhà thánh đấy, nhiều lắm. Tôi ở Tây Ninh tôi biết, thì Tây Ninh thì nó là thủ phủ của đạo Cao Đài rồi, đúng không? Cho nên là xây nhiều lắm. Thế rồi các chùa, đúng không? Các chùa thì xây nhiều lắm, rồi tượng các cái tượng gọi là gì? La Hán này, rồi là các như là các bà Phật Bà Quan Âm, nó gọi là gì? Tức là những cái tượng nó lớn lắm, mà chùa cũng lớn lắm. Thế rồi tôi cũng nhìn thấy, tôi đi coi như là nhiều, thì tôi thấy là nhà thờ thì nhiều lắm, mà lại càng ngày càng Chào xây em. to hơn, đẹp hơn. Thế thì làm sao mà nói là bảo là Việt Nam coi như là không tự do tôn giáo? Chúng nó chỉ coi như xuyên tạc bậy bạ, nói nó không thật. Cái gì chúng nó muốn gì thì anh em mình thừa biết rồi, hoặc nhân dân Việt Nam thừa biết rồi. Đó, chúng chỉ xuyên tạc bậy bạ. Chán Chứ bình còn luận. bây giờ tôi nói đến cái chuyện tín ngưỡng, thì cái quyền của người dân, người nào người ta có đức tin, đúng không? Về cái đạo nào Nãy giờ thì còn người ta hỏi theo đạo đó, đúng không? Nó gọi là đức tin đấy. Thì đức tin để làm gì? Thì người ta muốn Bồ cuộc Tát sống của hảo người ta, nhãn thị cuộc thảo đời hả? của người ta gắm một coi như là cái niềm tin vào một cái đức tin nào đó. Đấy. Bây giờ ví dụ người ta gửi Các bạn em hơi cái tâm yếu hồn không hay mọi là người? cái đức tin của người ta vào Chúa, thì người ta theo đạo Công giáo, đúng không? Hoặc là người ta gửi đức tin vào coi như là Phật, thì người ta gửi vào, người ta đi theo đạo Phật hoặc là các đạo khác cũng thế. Người ta tin vào đạo nào thì người ta theo đạo đó, đấy là quyền của người ta. Đấy, có ai cấm đâu. Có ai cấm là ông phải theo đạo nào hay bỏ đạo nọ đâu, đúng không? Cho nên là người ta có đức tin đấy để làm gì? Thì trong người ta nó có nhiều nhiều À những dễ cái hiểu uẩn lắm em. khúc, hoặc là có nhiều những cái nó khó khăn, thì người ta muốn coi như là dùng cái đức tin này để người ta coi như là tâm định cái thân người ta, để người ta coi như là trấn tĩnh lại, và cái đầu óc của người ta sẽ sáng suốt lựa chọn những cái công việc, những cái con đường đi đúng đắn. Óc nó bình tĩnh thì nó mới sáng suốt được. Thì muốn bình tĩnh thì anh phải coi như là dựa vào một cái đức tin nào đó để người ta bình tĩnh lại, người ta trấn tĩnh tâm lại, thì người ta sẽ có coi như là cái đầu óc sáng suốt để lựa chọn tất cả mọi việc trong cuộc sống. Thì đấy là cái quyền tự do ở Việt Nam này, Dạ. thì rất là tự do, anh thích theo đạo nào thì theo vậy thôi. Cốt là anh coi như là nào đó thì anh theo, nhưng mà anh phải chấp hành coi Đúng như là rồi, pháp luật của đất nước Việt Nam. Chứ còn anh lộn xa lộn xộn, anh muốn coi như là phá quấy của đất nước đó. Cho nên là khi mà có đức tin thì theo đạo nào thì theo, nhưng mà theo phải chấp hành pháp luật. Chứ đâu có phải là
chê đạo nọ hay là anh kia là thế này thế nọ, không có đạo nào tốt cả. Nhưng mà tôi xin nói là một số nhé, tôi nói là một số thôi, tức là Như đi theo em xin đạo ngắt lời anh chút, nhưng mà họ thích đạo thì nào họ thế thôi. làm, nhưng mà họ không tuân thủ pháp luật, Nếu như họ họ tuân theo pháp luật thì họ nói là bị mình đàn áp, nhưng họ họ thích làm, họ tuân không thủ pháp tuân thủ pháp luật. luật như vậy thì họ họ coi như là một người công dân này, tôi chỉ xin nói là một người mà không tuân thủ pháp luật thì sa vào coi như tội lỗi, dính vào coi như là sai phạm pháp luật thì đi vào tù, đúng không? Vì nước nào cũng phải có pháp luật thì anh thích sống thế nào cũng được, đúng không? Hay là anh thích đi ăn cướp, hay là anh chửi bới ai, hay là anh thế này thế nọ, anh nguyền rủa hay là nọ kia, anh xúc phạm người khác đâu được. Quyền tự do nó cũng phải có giới hạn, đúng không? Anh thích làm những cái bậy bạ cũng được à? Mà pháp luật là người ta bảo vệ sự bình yên của đất nước, bảo vệ chính đáng cái quyền con người. Bây giờ anh xâm phạm vào thì anh dính, anh đi tù đấy. Cho nên là bây giờ mình nói một câu là những cái người mà đi theo đạo đạo nào thế thôi, Ok Mary. đi theo thì mình coi như là phải hiểu được cái đạo đó, mình đi theo ví dụ mà không hiểu cái tâm của coi như là Chúa trời hay Chúa Giêsu thế nào, người ta theo nhưng mà người ta không hiểu đó, hoặc người ta đi tâm của Phật tổ Như Lai là thế nào đấy, cho nên là người ta cứ theo để mà theo thôi. Cho nên là đến lúc người ta ôm ôm rồi là người ta, nếu mà nói đúng duy tâm hay là tâm linh ấy, người ta mang tội thêm đó. Đi theo đạo mà không hiểu đạo, làm sai đạo là tội tội thêm, mua cái tội thêm cho bản thân, đúng không? Đấy, bây Dạ. giờ tôi nói là tôi thì tôi chỉ có đạo coi như là thờ ông bà thôi. Nhưng nói một câu là cửu ước tân ước tôi đọc hết rồi Dạ. đấy, ở bên Công giáo đó. Còn đạo Phật đó, là tôi đọc kinh kinh nhà Phật hơi nhiều rồi. Vì tại sao? Vì bà bác ruột tôi là thờ điện, bà nhiều kinh lắm, mà bà cứ bắt tôi đọc từ bé, vẫn đọc nhiều lắm. Đấy, cho nên là cái vấn đề còn cái coi như là ví dụ đạo Cao Đài chẳng hạn, thỉnh thoảng tôi xuống coi nhà tòa thánh Tây Ninh, tôi coi như là cũng tham khảo rồi tôi cũng học hỏi đấy, rồi đứa em rể tôi, đứa em gái tôi, nó cũng tôi cũng hiểu được chứ. Cho nên là khi mà mình theo đạo nào thì mình phải hiểu đấy cái đó muốn gì, mình thích theo đạo đó thì mình phải nghe cái người lập ra cái đạo đó, đúng không? Còn làm chạy cái sự coi như là mong muốn của cái người lập ra cái đạo để làm cái gì, để phá quấy à? Đó, mà nếu đã phá quấy ấy, thì người đó làm coi như là những cái điều nó mất mặt cái đạo đó. Đấy, tôi nói kể không coi như là làm sai coi như là cái những cái gì mong muốn của Phật tổ Như Lai, thì cái ông sư đó là làm hại cái đạo đó, đúng không? Hoặc là cái ông coi như là linh mục, Yeah. ông làm trái cái ý Chúa thì ông cũng làm bất kể đạo nào thì thôi, anh làm trái cái người sáng lập ra cái đạo đó thì người đó làm nhục cái đạo đó. Cho nên là tôi khuyên là tốt nhất đấy, các ông đừng, nếu mà các ông mà cứ làm cho người người sáng lập ra tốt nhất các ông bỏ đạo đi, đạo nào thế thôi, đạo theo đạo mình phải ý của cái người thành lập đạo đó là cái gì, chả hiểu cái gì cả, theo cứ bừa thế rồi có lại Dạ. còn lợi dụng. À. Tôi nói đạo nào thế thôi có lợi dụng. Dạ rồi, ok anh. Sao chú nói là cứ chập chờn? Tại mạng em nó hơi bị kém rồi. Anh cho em xin 5 phút để em mời Mary Nguyễn lên nói cái đi, rồi em qua bên kia em like, rồi em mời anh lại. Dạ. Rồi, Dạ cảm ơn rồi. anh. Dạ, cảm ơn anh.
Mary gửi yêu cầu đi Mary, anh gọi lên cho xã xét xong anh chạy qua anh bằng